Dự báo thời tiết chiều và đêm 23 tháng 9, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.